Hôm nay hai đứa mình lại đến nhà hàng bánh tráng thịt heo Phú Cường để thưởng thức món lẩu thái hải sản. Lẩu thái mang hương vị chua cay đặc trưng, dễ hợp khẩu vị của nhiều người. Lẩu thái được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt trong những dụng cụ mang đậm phong cách của người Thái. Lẩu thái hải sản tại nhà hàng bánh tráng thịt heo Phú Cường gồm tôm, mực, ngao, thanh cua, cá giòn và thịt bò ba chỉ Mỹ. Nước lẩu thái là sự kết hợp của nhiều hương vị, vị chua đặc trưng của lẩu, vị ngọt từ nước hầm, một chút cay của riềng, ớt, vị ngọt thơm và chua chua của nước lẩu ăn kèm bún, rau muống và cải thảo tạo nên một bữa ăn ngon miệng. Trời mùa đông cùng bạn bè tụ họp lại bên nồi lẩu thái hải sản chua cay, vừa hàn huyên tâm sự, vừa xúc xoa vị chua cay nóng hổi thì còn gì tuyệt bằng. Ghé ngay bánh tráng thịt heo Phú Cường cùng nhau thưởng thức món lẩu thái hải sản chua cay ngay thôi nào. Bánh tráng thịt heo Phú Cường, bữa ăn ngon cho người Việt.